Ni giảng sanh loại. Ni Đại Minh. Ni Đại Minh đời nhà Tùy, mỗi khi vào thất lễ niệm, mặc đồ sạch sẽ, miệng ngậm trầm hương. Văn đế sao rất tôn trọng. Ngày lâm chung, mọi người nghe trầm hương đầy thất, phút chốc ánh sáng như mây mờ dần về hướng tây. Ni Tịnh Chân. Ni Tịnh Chân đời nhà Đường ở chùa Tích Thiện, Trường An, đi khất thực mặc áo giá, tụng kinh Kim Cang 10 vạn biến, một lòng niệm Phật, bảo đệ tử rằng trong 5 tháng thấy Phật 10 lần, 2 lần thấy đồng tử đùa vui trên hoa sen báo, ta đã được sanh thượng phẩm. Nói xong kiết già mà tịch, ánh sáng lành đầy thất. Ni Ngộ Tánh. Ni Ngộ Tánh đời nhà Đường ở Lô Sơn niệm Phật, chí nguyện giảng sanh, bỗng nghe âm nhạc trên không trung, bảo các đệ tử rằng ta đã được sanh trung phẩm. Thấy những người cùng chí tinh tấn niệm Phật đều có hoa sen đợi chờ, các con cố gắng nỗ lực. Nói xong liền tịch. Ni Năng Phụng. Ni Năng Phụng đời nhà Tống, người Tiền Đường, chuyên tu tịnh nghiệp, từng nằm mộng thấy ánh sáng Phật chiếu vào thân mình và nghe những tiếng an ủi trong không trung, bảo với đồ chúng rằng giờ giảng sanh đã đến. Giây lát nghe tiếng niệm Phật của Phụng rất mãnh liệt, nhìn vào thì thấy chắp tay về phía tây mà tịch. Hương lạ khắp phòng, âm nhạc xa xa phía tây. Ni Pháp Tạng. Ni Pháp Tạng đời nhà Tống ở Kim Lăng, chuyên chí niệm Phật, bất kể bận rảnh, đêm thấy Phật Bồ Tát đến, ánh sáng chiếu diệu, chắp tay niệm Phật mà đi. Lời bàn. Đại sư Liên Trì nói: Phật cho Di Mẫu xuất gia, than chánh pháp do đây mà diệt. Những người nữ xuất gia đều được như 5 người trên thì chánh pháp xương thành, nhưng thực sự không được vậy. Phật quyền ký không sai vậy. Dương Thần giảng sanh loại. Ô Trường Quốc Dương. Vua Ô Trường tuy bận trăm công ngàn việc nhưng vẫn tranh thủ niệm Phật. Từng bảo thị thần rằng: Trẫm làm vua tuy hưởng phúc lạc nhưng đâu tránh được vô thường. Nghe nước Phật A Di Đà ở Tây Phương có thể bền lâu, trẫm sẽ phát nguyện cầu sanh Tây Phương. Do đó ngày đêm 6 thời hành đạo niệm Phật, mỗi lần cúng tăng, vua và phu nhân đích thân sớt bát, suốt 30 năm không gián đoạn. Khi sắp băng hà, sắc mặt tươi vui, cùng thấy quá Phật đến đón, rất nhiều điềm lành. Tống Thế Tử. Tống Ngụy Thế Tử, cha con 3 người cùng một quận chủ cùng tu Tây Phương, chỉ vợ không tu. Sau quận chủ chết sớm, chết 7 ngày sống lại, bảo mẹ rằng: Con thấy trong hồ thất bảo ở Tây Phương, con, ba và anh, 3 người đều có hoa sen, sao sẽ sanh lên ở đó? Chỉ có mẹ không có. Do đó con quay trở lại báo đáp, mong mẹ sớm niệm Phật. Nói xong là nhắm mắt ra đi. Người mẹ từ đó phát khởi niềm tin, niệm Phật không mệt mỏi, sao cũng ngồi mà tịch, lâm chung đều có điềm lành. Tham quân Lưu Di Dân. Lưu Di Dân đời nhà Tấn, người Bành Thành, hậu duệ của Sở Nguyên Dương, từ nhỏ đã mồ côi cha, thờ mẹ nổi tiếng có hiếu, ban đầu làm phủ tham quân, sau từ chức ẩn cư. Tạ An, Lưu Dụ cùng kiến cử nhưng không chịu. Vào Lô Sơn tham dự liên xã của đại sư Tuệ Diễn, chuyên chí niệm Phật, siêng năng không biến trệ. Từng trong định thấy ánh sáng của Phật toàn sắc vàng. Trải qua 15 năm, thấy Phật A Di Đà phóng ánh sáng nơi giữa chân mày, đưa tay an ủi. Di Dân chắp tay khẩn tiết nói: Như Lai có thể lấy tay xoa đầu con, lấy y che thân con không? Phật liền lấy tay xoa đầu, lấy y đắp lên cơ thể Di Dân. Một đêm nọ lại mộng thấy Phật A Di Đà, sau gáy có viên quan, ngực có chữ vàng. Chỉ nước 8 công đức trong hộp bảo uống. Di Dân uống thấy ngọt, nghe mùi hương lạ phát ra các lỗ chân lông, bèn bảo mọi người rằng duyên tịnh độ đến rồi, thắp hương đối trước Phật nguyện. Con nhờ di giáo của Phật Thích Ca biết có Phật A Di Đà, còn đốt hương trước cúng Phật Thích Ca, kế cúng Phật A Di Đà và kinh diệu pháp liên quan, nguyện tất cả chúng sanh đều sanh về tịnh độ. Nói xong chắp tay về hướng tây mà tịch. Trương Địch Trợ Giáo. Trương Địch đời nhà Tống, người Tiền Đường, quan trợ giáo, thọ Bồ Tát giới với luật sư Viên Tịnh, hỏi thăm pháp môn tịnh độ, đốc chí tu trì, thệ sanh an dưỡng, mỗi khi niệm Phật rống cao cho đến khi hết hơi mới thôi. Một hôm nói với Viên Tịnh rằng trong định thấy chim ca lăng tần già trắng trao liền trước mắt. 3 năm sau
ngồi quay mặt hướng Tây, niệm Phật mà tịch. Tiến sĩ Dương Long Thư, Dương Nhật Hưu, đời nhà Tống, người Long Thư, thành khiết, đoan tịnh, thông cấp kinh sử, một hôm bỏ hết, nói rằng những thứ ấy đều là nghiệp tập, chẳng phải pháp rốt ráo. Tôi quyết về Tây Phương. Từ đó tinh tấn niệm Phật. Năm 60 tuổi, ăn mặc đơn giản, ngày lại ngàn lại, nửa đêm mới ngủ, soạn Tịnh Độ văn, khuyên đời tu tịnh nghiệp. Ba ngày trước khi mất, từ biệt bạn bè, qua giờ đọc sách, như thường lễ niệm, bỗng cao giọng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Phật đến đón ta, ngồi yên mà tịch. Có người mộng thấy hai đồng tử dắt ngài đi về hướng Tây. Vì vậy, nhà nhà vẽ tượng cúng ngài như thần. Các Phồn Đại Phu. Các Phồn đời nhà Tống, người Trường Giang, còn nhỏ đã đỗ khoa đệ, làm quan đến triều Tán. Nơi công sở nhà riêng đều làm tịnh thất, thiết tượng Phật, từng vào thất lễ tụng, xá lợi từ trên không rơi xuống. Hằng ngày dung tịnh nghiệp khuyến hóa mọi người, phần nhiều nghe theo. Có một thầy trong định hồn lên Tịnh Độ, thấy Các Phồn ở đó, sao không bệnh, ngồi quay mặt về phía Tây mà tịch. Đề hình Dương Vô Di. Dương Kiệt đời nhà Tống, người Vô Di Châu, hiệu Vô Di Tử, tuổi trẻ đăng khoa, làm quan đến chức thượng thư, đề điểm hình ngục chiếc Đông, chiếc Tây, tôn sung Phật Pháp, giác ngộ thiền tông. Nhưng bảo chúng sanh căn có lợi độ, chỉ có Tây Phương Tịnh Độ dễ hiểu, dễ hành. Từng viết lời tựa của Thiên Thai Thập Di Luận, lời tựa của Tịnh Độ Quyết Nghi Tập, Xuyển Dương Pháp Môn Tịnh Độ, về già vẽ tượng Phật Di Đà, một trường sáu, tùy hành cúng dường, chiêu cảm Phật đến đón, ngồi yên mà tịch. Văn Ngạn Bát Lộ Công. Văn Ngạn Bát đời nhà Tống, xung tín Tam Bảo, chuyên tu tịnh nghiệp, lúc ở kinh sư kết xã niệm Phật với pháp sư Tịnh Nghiêm, từng giáo hóa cả vạn người. Các đại sĩ phu thời bấy giờ từng viết kệ tặng Ngạn Bát rằng: biết anh dũng cảm lớn như trời, nguyện kết Tây Phương chục vạn người, không chỉ một mình sanh Tịnh Độ, mọi người đều được đứng đầu thuyền, lâm chung không bệnh, an nhiên niệm Phật mà đi. Chung Ly Thiếu Sư. Chung Ly Cẩn đời nhà Tống, ngài còn làm đề hình ở chiếc Tây, gặp Từ Dân Sám Chủ, bèn tin sâu Tịnh Độ, sau làm ở Khai Phong, ra cơ quan thì tận tụy với việc nước, về nhà thì niệm Phật không mệt mỏi. Bỗng nửa đêm hối thúc gia nhân dậy, đòi tắm rửa thay áo ngồi tịch. Cả nhà thế cẩn ngồi trên hoa sen xanh, nhạc trời cung đón về Tây. Quần Thủ Tiền Tượng Tổ. Tiền Tượng Tổ đời nhà Tống, hiệu Chỉ An, ngày còn làm quần thủ Kim Lăng, ngoài việc quan niệm Phật không nghỉ. Từng ở Hương Châu xây dựng hơn 10 nơi tiếp đãi am diện, đều lấy Tịnh Độ Cực Lạc đặt tên. Từ khi từ chức Tả Thừa Tướng, càng chuyên tâm niệm Phật hơn. Tháng 2 năm thứ 4 niên hiệu Gia Định, có chút bệnh, đòi bút viết kệ, kiết già mà tịch. Sao có người mộng tượng tổ sanh Tây Phương làm Bồ Tát tự tế. Dương Mẫn Trọng Thị Lan. Dương Cổ đời nhà Tống, từ Mẫn Trọng làm quan đến chức Lễ Bộ Thị Lan, từ nhân ái vật, bảy đời không sát sanh, tỏ ngộ thiền tông, lại để tâm Tịnh Độ, sáng tác Trực Chỉ Tịnh Độ Quyết Nghi Tập ba quyển, phổ khuyến niệm Phật, đi đứng nằm ngồi chỉ quán tưởng niệm Phật, tay chưa từng rời sau chuỗi. Sau ngồi yên niệm Phật, tắm rửa thay đồ mà tịch. Có một thầy hồn lên Tịnh Độ, thấy Dương Cổ và Các Phồn ở đó, giảng sanh càng có chứng cứ. Cư sĩ giảng sanh loại. Chu Tục Chi. Chu Tục Chi đời nhà Tấn, người Nhạn Môn, 12 tuổi thông ngũ kinh, thi thư dịch lễ xuân thu, ngũ dĩ kim mộc thủy quả thổ, hiệu Thập Kinh Đồng Tử, công khanh tiến cử đều không chịu nhầm chức. Theo Tuệ Duyển ở Lô Sơn, tham dự liên xã, văn đế lên ngôi, điệu vào cung đối đáp, vua đại hỷ, thời bấy giờ gọi Thông Ẩn tiên sinh. Sau ở Trung Sơn chuyên tâm niệm Phật, càng già càng tinh tấn, một ngày nhìn lên không trung nói: Phật đến đón ta, chắp tay mà tịch. Tống Mãn. Tống Mãn đời nhà Tùy, người Thường Châu, đếm hạt đậu niệm Phật chứa được 30 thạch, một thạch bằng 10 đấu. Tháng 9 năm thứ 8 niên hiệu Khai Hoàng, sau khi trai tăng xong ngồi mà tịch, mọi người thấy thiên hoa và nghe hương lạ, Tống Mãn cưỡi không về Tây. Trịnh Mục Khanh. Trịnh Mục Khanh đời nhà Đường, cả nhà niệm Phật. Trong những năm Khai Nguyên bệnh nặng, có người xin làm thịt cá dân, cự tuyệt không cho. Tay cầm đưa hương, nguyện cầu giảng sanh, bỗng hương lạ nghe khắp, yên lặng mà tịch.
Người cậu là thượng thư Tô Đỉnh, mộng thấy Bột Khanh ngồi trên sen báo. Nguyên Tử Tài, Nguyên Tử Tài đời nhà Đường, ở chùa Quan Âm, Duyện Châu, thông kinh A Di Đà niệm Phật, bỗng mắc bệnh nhẹ, nghe mùi hương tiếng nhạc trong cung trung, tờ có người nói nhạc thô đã qua, nhạc tế tiếp đến, anh sắp đi vậy. Niệm Phật mà tịch, hương lạ mấy ngày mới hết. Tôn Lương, Tôn Lương đời nhà Tống, người Tiền Đường, ẩn cư đọc Đại Tạng, nhất là được yếu chỉ kinh Hoa Nghiêm, thọ Bồ Tát giới với luật sư Đại Trí, ngài niệm Phật cả vạn lời, 20 năm không ngừng nghỉ, bỗng bảo gia nhân thỉnh tăng hộ niệm hỗ trợ vãng sanh. Chư tăng đến niệm Phật mới một lát, hướng không trung chắp tay nói Phật Bồ Tát đã đến, liền ngồi xuống mà tịch. Dương Điền, Dương Điền đời nhà Tống, người Tứ Minh, hiệu Vô Công Tẩu, thông đạt tông chỉ của Thiền Tông, giáo môn của Thiên Thai, sáng tác Tịnh Độ Tự Tính Lục, giảng niên chuyên tâm niệm Phật, ngồi hướng về phía tây mà tịch. Hương lạ thơm phức, khi thêu được 108 viên xá lợi. Tôn Trung, Tôn Trung đời nhà Tống, người Tứ Minh, sớm một Tây Phương, dựng am niệm Phật, sau có bệnh thỉnh trăm tăng niệm Phật, bỗng hướng không trung chắp tay bắt sông ấn, vui vẻ mà tịch. Cả thành nghe nhạc trời hương lạ, dần dần mất về phía tây. Hai con cũng chuyên tâm niệm Phật, lần lượt ngồi tịch. Trầm Thuyên, Trầm Thuyên đời nhà Tống, nhà ở Tiền Đường, cùng vợ là Thi Thị, chuyên tu Tịnh Độ, những việc lành nào làm được đều hồi hướng Tây Phương Tịnh Độ. Sau vợ chồng lần lượt giảng sanh đều được Phật Bồ Tát đến đón, thiên nhạc vang rền. Đường Thế Lương, Đường Thế Lương đời nhà Tống, người Cối Kê, trì giới niệm Phật, tụng kinh Di Đà 10 vạn biến, một hôm bỗng nói Phật đến đón ta. Nói xong tác lễ liền mệnh chung: có người ở núi Đạo Dị mộng phía tây có ánh sáng lạ, phan qua thiên nhạc có tiếng nói trong cung trung rằng Đường Thế Lương đã giảng sanh Cực Lạc. Lục Tuấn, Lục Tuấn đời nhà Tống, người Tiền Đường, lúc trẻ làm quan, về sau từ quan chuyên tu Tịnh Độ, mỗi khi sám hối trước Phật là lệ ước mi, lâm chung thỉnh luật sư Viên Tịnh khai thị Tây Phương, tụng Quán Kinh đến phẩm thượng. Viên Tịnh nói có thể đi được rồi. Tuấn nói chúng thánh chưa đông đủ, đợi một lát. Vì lát bỗng dậy đến giường tre, ngồi quay mặt về hướng tây mà tịch. Ngô Tử Chương, Ngô Tử Chương đời nhà Nguyên, người Tô Châu, làm nghề thầy thuốc, cùng với anh là Tử Tài, thấy hòa thượng dân ốc tinh cần niệm Phật, đóng cửa hành trì, sao không bệnh chắp tay niệm danh hiệu Phật, an nhiên mà tịch. Liên Hoa Thái Công, Liên Hoa Thái Công đời nhà Minh, người Việt, cả đời mộc mạc siêng năng niệm Phật ngày đêm, sau khi chết trên quan tài bỗng nở đó sen, bà con kinh ngạc tán thán, do đó biết chắc Thái Công ắt vãng sanh. Hoa Cư Sĩ, Hoa Mổ đời nhà Minh, người Giang Căn, chân chất chỉ biết niệm Phật cầu sanh Tây Phương, trung niên giao hết sự nghiệp cho con cái, ở thất không màng chuyện thế gian, sáng tối chỉ siêng năng niệm Phật. Khi sắp chung, tự biết giờ chết, thay áo mũ vĩnh biệt mọi người mà tịch. Ngô Cư Sĩ, Ngô Mau, Sáu Chi Tộc hai họ Dương Ngô đời nhà Thanh, trì giới tu thiện niệm Phật không nghỉ. Năm đầu niên hiệu Thuận Trị, gặp lính Tả Thị vượt sông, cả nhà lánh hết, chỉ một mình Ngô Mau ở lại giữ nhà, bị giặc đâm bảy giáo mà chết. Giây lát người em đến thăm, tỉnh lại nói rằng ta bị nghiệp xưa, đáng lẽ phải làm thân heo bảy kiếp, nhưng nhờ trì trai giữ giới, bị bảy mũi giáo để giải quán kia, từ đây xin thẳng Tây Phương. Sau chủ binh Tả Thị hoảng hốt, thấy trên không có một vị thần trờ lòng trước sau, tôn nghiêm không gì sánh, nói ta là Ngô Mau đây, trên đường lên thiên giới đi ngang qua đây. Nói xong không thấy nữa, chủ binh liền giả từ Ngô Mau để kính lễ. Chu Ích Sinh, Chu Ích Sinh thế tộc ở Cung Sơn, ở sau Thị Kiều làm nghề thầy thuốc, những ai nghèo khó chỉ giúp không lấy tiền, cả ngày niệm Phật không nghỉ, một lòng cầu sanh Tây Phương. Năm Ất Tỵ niên hiệu Khang Hy, tuổi đã gần 70, bỗng muốn thệ thế, bảo mọi người rằng lấy bút nghiêng lại, ta muốn viết kệ. Viết xong liền an nhiên niệm Phật mà đi. Trầm Thừa Tiên, Trầm Thừa Tiên ở Côn Sơn, ở phường Tuyên Hóa, làm nghề thợ mộc, hơn 70 tuổi thì trai niệm Phật, chuyên tu Tịnh Độ, tay không rời búa rượu mà tiếng niệm Phật không dứt. Tháng 3 năm thứ 10 niên hiệu Khang Hy, biết trước giờ chết, trước 3 ngày từ biệt bạn bè bà con, nói tôi sắp giảng sanh Tây Phương, từ đây không còn gặp nhau nữa. Bảo với con cái rằng cha ngày mai 15 sẽ giảng sanh. Sáng sớm tắm rửa thay đồ, ngồi quay mặt về hướng tây,
đốt hương niệm Phật mà tịch. Dương Mãnh Lân có nhà nho ở Côn Sơn, cả đời dạy học chân chất, có một đứa con trai hiệu Tương Thận, rất có hiếu với cha mẹ. Mạnh Lân cả ngày chỉ niệm Phật. Niên hiệu Khang Hy thứ 41 đã ngoài 70 tuổi. Đầu đông có chút bệnh, vào thượng tuần tháng 11 tôi hỏi. Mạnh Lân nói: "Ngày 17 là ngày vía đản sanh của Phật A Di Đà, hôm đó tôi đi." Tôi nói: "Đến ngày ấy tôi sẽ đến tiễn tiên sinh." Đến ngày 17 sáng sớm đến hỏi thăm, tuy nằm bệnh nhưng vẻ mặt tự tại. Tôi nói: "Tiên sinh nên phát tâm Bồ đề." Kinh nói: "Tu hành không phát tâm Bồ đề giống như cày mà không xuống giống." Tôi đọc Tứ Hoằng Thệ Nguyện rồi giải thích kỹ. Mạnh Lân gật đầu. Tôi nói: "Tôi tạm biệt, lát nữa quay lại." Rồi tôi dặn dò con trai Tương Thận rằng: "Nếu cha con mất chớ có khóc lóc." Sau giờ cơm tôi lại đến. Mạnh Lân đã niệm Phật mà đi. Trong gia tộc của Mạnh Lân có Trinh Sinh là bà con bên nội của tôi. Cha Trinh Sinh là Nhan Phu, là bạn đạo của Côn Tường, Sùng Phụng Tam Bảo. Còn anh chàng đẹp trai Trinh Sinh giỏi viết lách, nhiều tập khí nhưng không tính phụng. Một hôm mắc bệnh, thấy một con quỷ mặt đen to lớn, bảo là quán cừu đời trước. Trinh Sinh sợ hãi mới tinh tấn niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Niệm Phật hơi biến giác, là quỷ lại hiện. Khi lâm chung khí lực kiệt tận, tiếng niệm nhỏ dần, mất dần về hướng Tây. Theo lý mà đoán, tuy không có dị hương thiên nhạc, nhưng chắc chắn giảng sanh Tây Phương. Tô Kỳ Sơn. Tô Kỳ Sơn ở Côn Sơn, tên Khởi Phụng, ấu niên đệ chí Thiền Tông. Thăm khắp tri thức, có ngộ nhập, một đời không giết hại, trùng kiến không làm tổn thương. Về già chuyên tu tịnh độ, đi đứng nằm ngồi chưa từng gián đoạn. Năm Kỷ Mão, niên hiệu Khang Hy, tuổi đã 80, gặp trời lạnh, quấn chăn mà ngồi. Trưa ngày 26 tháng 11, bảo cháu Điện Phương rằng: "Duyên tịnh độ đã chín, 3 ngày trước đã thấy Phật đến. Ta không muốn nói ra, giờ tí đêm nay ta sẽ giảng sanh." Rồi dậy mặc thêm áo, đốt hương đèn, ngồi hướng về phía Tây, bảo mọi người trong nhà trợ niệm giảng sanh. Sắp đến canh 3, tiếng niệm nhỏ dần, yên lặng mà tịch. Ngô Kính Sơn. Ngô Kính Sơn với Tô Kỳ Sơn ở cùng làng, bạn đạo với nhau, hơn 70 tuổi, phát nguyện tham học. Thiền hữu Tô Điện Phương thấy ông tuổi già, khuyên chuyên tu về Tây Phương, có thể một đời thành tựu. Ngô Kính Sơn tin theo, ngày đêm niệm Phật không nghỉ. Chưa đến một năm, người thân của Ngô Kính Sơn đến nói với Điện Phương rằng: "Sáng nay Kính Sơn thấy thần hộ pháp hiện, tiếp dẫn giảng sanh, lúc sắp đi an nhiên mà tịch, dặn tôi đến cảm ơn." Dương Cư Dinh. Thái thường Dương Cư Dinh từ nhỏ giữ giới tu học, kiến địa siêu diệt, sau tu tịnh độ ngày niệm cái dạng danh hiệu, nóng lạnh không nghỉ. Ngày 2 tháng 8 năm Khang Hy thứ 56, biết trước giờ chết, thỉnh trưởng lão Kiền Hành am tình danh đến, muốn ngài khai thị, đồng thời chứng minh. Mặt trời vừa đứng bóng, thầy Kiền Hành bảo: "Sao không để ngày mai hẳn đi?" Cư Dinh đáp: "Con đã quyết định hôm nay rồi." Sau khi viết kệ, bảo con gái chuẩn bị quan tài, liền chắp tay niệm Phật mà đi. Con gái bồng để vào quan tài, nhưng bồng không nổi, nguyện thầm liền bồng lên được, thọ thế 81 tuổi. Đồng tử giảng sanh loại. Hai Sa Di. Hai Sa Di ở Dấn Châu đời nhà Tùy, cùng niệm Phật. Một trưởng giả bỗng chết, đến tịnh độ gặp Phật bạch rằng: "Có hai Sa Di trẻ cùng tu, có được giảng sanh không?" Phật đáp: "Nhờ họ khuyên ông mới phát tâm. Nay ông được về trời tu tịnh nghiệp, 3 năm sau sẽ cùng đến đây." Đến kỳ hai người đều thấy đến, đại địa chấn động, thiên qua pháp phới, hai Sa Di cùng tịch. Đồng tử nguyện giảng. Sư Duy Ngạn đời nhà Đường tu tịnh độ sám pháp, tinh tấn không mệt mỏi, thấy Quán Âm Thế Chí hiện ra trong không trung, vui mừng muốn tìm họa sĩ để vẽ. Bỗng có hai người tự nói họ vẽ được, vẽ xong biến mất. Ngạn bèn báo cho chúng đệ tử rằng: "Ta nay giảng sanh, ai đi cùng ta?" Đồng tử nguyện giảng xin theo. Sư bảo về từ biệt cha mẹ, cha mẹ cho là nói đùa không tin, lát sau tắm rửa thay đồ đi trước. Ngạn lấy bút làm kệ khen, viết xong cũng ngồi yên mà tịch. Sư Tán đời nhà Tống, người Ung Châu, xuất gia từ nhỏ, năm 14 tuổi niệm Phật không dứt, bỗng mắc bệnh chết đột ngột, lát sau tỉnh lại nói với thầy và cha mẹ rằng:
Phật A-di-đà ở đây, con sẽ đi theo. Hàng xóm thấy đài báo trên không trung năm màu sáng lạ, mất dần về hướng Tây. Hà Đàm Tích. Hà Đàm Tích đời nhà Nguyên, năm 18 tuổi, thọ Bồ Tát giới, cả ngày niệm Phật. Một hôm nghe trống canh tư liền dậy, bảo mẹ còn sớm quá. Tích nói: con thấy Phật A-di-đà đến, lộng qua đón con, bèn ngồi mà tịch. Ngô Mổ. Ngô Mổ người Chiết, tổ phụ đều là Tú Tài. Năm đầu niên hiệu Tuần Kỵ, đại binh Dây Thành, cha mẹ ly tán, Ngô bị bắt phục dịch cho Tướng, lúc ấy mới 13 tuổi. Từ than: ta vốn con nhà nho, nay hạ tiện như vậy, ắt là túc nghiệp. Bèn lập thệ trước Phật, ăn chay niệm Phật, ngày tụng kinh Kim Cang một biến, hồi hướng Tây Phương. Năm 16 tuổi, bổn quan phát lương, bèn dùng tiền lương mua hương cúng Phật, quy tụng thánh hiệu A Di Đà. Đến ngày 22 tháng 10 năm Đinh Dậu, bỗng báo với bổn quan muốn sanh Tây Phương. Bổn quan không tin, mắng là giọng ngôn nói bậy. Ngày hôm sau lại đến đề đốc xin. Đề đốc tức giận đưa đến bổn quan đánh 15 roi. Ngô không chút oán hận, lại từ biệt tất cả bạn bè, nói mồng 1 tháng 11 giảng sanh. Canh năm hôm đó tắm rửa đốt hương lại Phật xong, rồi đến trên thuyền bổn quan lại từ biệt. Bổn quan giận quá, sai lính theo đến chỗ đốt thân. Thấy Ngô lại về hướng Tây ba lại, ngồi yên nói kệ. Nói kệ xong, tự phun lửa tam muội đốt thân. Cả trại lính đều nhìn lại từ xa. Bổn quan đóng cửa ra giới, khen rằng thân mặc giáp sắt, chân đạp kim liên, nguyện các tướng sĩ mỗi tỉnh thức liền. Phụ nữ giảng sanh loại. Tùy hoàng hậu. Hoàng hậu Du Văn Đế đời nhà Tùy, họ Độc Cô. Tuy ở Dương Cung nhưng rất chán thân nữ, thường niệm Phật A-di-đà, cầu sanh tịnh độ. Ngày Giáp Tý tháng 8 tạ thế, hương lạ đầy thất, tất cả âm nhạc tự nhiên khởi xướng. Vua hỏi đô đệ Tư Na: đêm lành như vậy? Tư Na trả lời: hoàng hậu chuyên tu tịnh nghiệp, được sanh nước Phật nên có đêm lành này. Vợ Ôn Tĩnh Văn. Vợ Ôn Tĩnh Văn đời nhà Đường, người Tịnh Châu, nằm bệnh khá lâu, chồng khuyên niệm Phật, bèn chí tâm niệm Phật một năm. Một hôm bỗng thấy thánh cảnh tịnh độ, nói với chồng rằng: em đã thấy Phật, tháng sau sẽ đi. Đồng thời dặn dò cha mẹ cũng sanh Tây Phương. Nói xong an tường mà tịch. Lý Thị. Lý Thị ở Hồ Môn đời nhà Tống, người Thượng Ngu. Sau khi chồng chết, ngày đêm cao thanh niệm Phật và tụng kinh A-di-đà hơn 10 năm không biến trễ. Một hôm thấy một thầy đội ô đỏ, nói: cô vào giờ Tí ngày 15 giảng sanh. Hỏi thầy là ai? Thầy đáp: là người mà cô niệm đó. Lý Thị bèn từ biệt thân thích, ngồi yên thị tịch. Mọi người thấy ánh sáng lạ chói mắt, sau 7 ngày thân thể như bình thường, trà tỳ xá lợi vô số. Hôm sau chỗ trà tỳ sanh một bông hoa giống hoa anh túc trắng. Trịnh Thị. Trịnh Thị đời nhà Tống, người Tiền Đường, hằng ngày tụng kinh Phổ Môn, niệm Phật không nghỉ. Sau khi bệnh đòi tắm rửa, tắm xong ngồi quay mặt về hướng Tây, hỏi người nhà: nghe tiếng khánh không? Phật và Bồ Tát sắp đến. Kế đó mừng nói: Phật và Bồ Tát đến rồi, chắp tay mà tịch. Dương Thị phu nhân. Dương Thị vợ Tống Kinh Dương, chuyên tu tịnh nghiệp, sáng tối cần mẫn. Tất cả những người hầu hạ đều bắt chước phu nhân, chỉ có một người thiếp giải đãi, phu nhân la trách, bèn tỉnh ngộ tinh tấn. Người thiếp ấy bảo không bệnh mà chết, trở về báo mộng cho người thiếp khác rằng: nhờ phu nhân dạy, em đã được sanh an dưỡng. Phu nhân chưa tin. Lát sau mộng cùng dạo chơi ao báo với thiếp, thấy một qua áo trời pháp phới, ghi rằng Dương Kiệt. Một qua triều phục dáng ngồi, ghi rằng Mã Du. Lại thấy đài vàng quang minh chiếu diệu, thiếp chỉ tài nói: đây là chỗ sanh của phu nhân. Tỉnh mộng càng thêm tinh tấn. Năm 81 tuổi, sáng sinh nhật, tả hữu vừa dân hòa mừng thọ, phu nhân tay cầm hương đèn, đứng trước Quan Âm đại sĩ mà tịch. Lục Thị Nghi Nhân. Lục Thị Nghi Nhân đời nhà Tống, vợ quan triều Thỉnh Dương Dư, thường tụng pháp hoa để tâm đến tịnh độ. Mỗi khóa lễ niệm cái dạng danh hiệu Phật, luôn như vậy 30 năm. Một hôm bỗng nghe trống trời tự kêu, liền ngồi quay mặt hướng Tây, hai tay bắt ấn mà tịch. Cung Thị. Cung Thị ở Tiền Đường đời nhà Tống, ngày đêm niệm Phật tụng kinh Di Đà. Sau mắc bệnh, thỉnh luật sư Hanh khai thị. Khai thị chưa xong, ngồi yên mà tịch. Lão thiếp theo thị cũng niệm Phật không nghỉ. Một hôm mộng thấy Cung Thị báo rằng: con đã sanh tịnh độ, mẹ 7 ngày nữa giảng sanh. Đến ngày quả nhiên không bệnh mà tịch.
Hạng Thị. Hạng Thị đời nhà Tống, pháp danh Diệu Trí, Quá Bùa, có hai đứa con gái đều đi tu, siêng năng niệm Phật. Khi chết, hương lạ đầy thất, Kiết Ấn quay mặt về phía Tây, cười nhẹ mà đi. Bùi Thị Nữ. Bùi Thị Nữ ở Phần Dương, đời nhà Tống, chuyên chí niệm Phật, nóng lạnh không nghỉ. Ngày lâm chung đốt hương, nói: Phật mang đại sen đến đón, ta sẽ giảng sanh. Sau đó thiên hoa rơi xuống, an tọa mà tịch. Trầm Thị. Trầm Thị đời nhà Tống, từ nhỏ ăn chay niệm Phật, lấy họ Chương, cứu người đói lạnh. Có chút bệnh, càng tinh tấn niệm Phật, bỗng thấy chư thiên Bồ Tát, thánh chúng hiện ra trước mắt, ngay đó an tường mà đi. Tôn Thị. Tôn Thị ở Tứ Minh đời nhà Tống, Quá Bùa niệm Phật, 30 năm không biến trễ, không có chút bệnh, mộng thấy cùng lễ sám với tám thầy. Tỉnh dậy tắm rửa thay đồ, thỉnh tăng lễ sám, ngồi tụng kinh đến nhất tâm bất loạn. Tay trái bắt ấn mà tịch, xa gần đều nghe tiếng nhạc trong không trung. Lâu Thị. Quê tỉnh họ Lâu đời nhà Tống, lấy Chu Nguyên Khanh ở Tự Bạc, từng đọc truyền đăng, phát minh tâm địa, đặc biệt lấy Tịnh Độ làm ý hướng niệm Phật không dứt. Về già mắc bệnh, bỗng thấy hoa sen sát tía có vô số quá Phật, hương lạ đầy thất, bảo người nhà trợ niệm, lát sau liền đi. Tần Thị. Tịnh Kiên họ Tần đời nhà Tống, chán ghét thân nữ, trì trai giữ giới, đọc các kinh Hoa Nghiêm, Pháp Hoa, Quang Minh, Bát Nhã, không để thời gian rảnh rỗi, sáng tối tu Di Đà sám, lại ngàn lại mỗi ngày. Lâu sau thấy ánh sáng vào nhà, ngồi quay mặt hướng Tây mà tịch. Lương Thị Nữ. Lương Thị Nữ đời nhà Tống ở Phần Dương, hai mắt đều mù, gặp Sa Môn khuyên niệm Phật, hơn 3 năm hai mắt sáng lại. Sau bỗng thấy Phật Bồ Tát phan lòng đến đón, ngày hôm ấy thì tịch. Tưởng Thị. Tưởng Thị ở Hưng Hóa, năm 40 tuổi chồng chết, chôn cất xong khóc với con rằng: Vô thường đến, chẳng ai có thể thay thế. Thí như mẹ nay cũng chết, các con cũng không biết làm sao. Từ nay về sau, mẹ phát tâm ăn chay niệm Phật, mọi việc giao hết cho các con. Mấy đứa con thuận ý mẹ, che cho mẹ một chòi lá, cấm túc niệm Phật, nóng lạnh không nghỉ, trải qua 5 năm như vậy. Đến ngày 20 tháng 5 năm Canh Tý, niên hiệu Thuận Trị, bỗng nói với các con rằng: Làm cho mẹ cái quan tài, giờ ngọ ngày 23, mẹ về Tây Phương. Rồi đi từ biệt hàng sớm, đến ngày niệm Phật mà đi. Hạ Thị. Hạ Thị ở Tỳ Lăng, vợ Phan Hướng Cao. Hướng Cao rất tin Phật, Hạ và chồng cùng tu tịnh nghiệp, hằng ngày tụng kinh Kim Cang, sáng tối lễ bái niệm Phật, hồi hướng Tây Phương. Tháng 7 năm Canh Thân, niên hiệu Khang Hy, có bệnh, biết trước giờ ngọ ngày 29 giảng sanh. Đến ngày con cháu tụ tập, lại thỉnh chư thiện hữu đến, đồng thanh niệm Phật, chắp tay mà đi. Lục Thị. Lục Thị ở Thái Thương, vợ Trương Quý Tư ở Quan Ngoại, năm 17 tuổi trường trai niệm Phật, đồng thời tụng kinh Kim Cang, chú Đại Bi, hồi hướng Tây Phương. Thấy người sát sanh, tức phát nguyện cứu độ. Tháng 9 năm thứ 24 niên hiệu Khang Hy, thấy trên không trung thuyền và kiệu về hướng Tây, kiệu và thuyền đều do chư tăng khiêng và chẹp. Hai hôm sau an nhiên niệm Phật mà đi. Hôm nay là ngày 26 tháng 9. Ác nhân giảng sanh loại. Trương Thiện Hòa. Trương Thiện Hòa đời nhà Đường, làm nghề mổ trâu. Lâm chung thấy đàn trâu lại nói tiếng người đòi mạng, sợ quá bảo vợ rằng: Nhanh thỉnh tăng sám hối cho tôi. Tăng đến bảo Trương Thiện Hòa rằng: Trong quán kinh nói người lâm chung tướng ác hiện ra, chí tâm niệm Phật tức được giảng sanh. Hòa nói: Địa ngục đến rồi, không có thì giờ lấy lư hương. Liền dùng tay phải bật lửa, tay trái cầm hương, quay mặt về phía Tây, chí thiết niệm Phật. Chưa được 10 tiếng nói: Phật đến đón tôi. Liền ra đi. Quánh Kha. Quánh Kha đời nhà Tống, tuy là người xuất gia nhưng không kiêng rượu thịt, tự nghĩ ta là người tu mà lại làm như vậy, tương lai đọa lạc làm sao. Nhờ huynh đệ mang cho cuốn Giảng Sanh Truyện, đọc xong một truyện gật đầu đắc ý, bèn ngồi quay mặt hướng Tây, tuyệt thực niệm Phật. Qua 3 ngày mộng thấy Phật báo cho biết: Con còn sống được 10 năm nữa, phải cố gắng. Kha bạch Phật rằng: Cõi năm trượt diêm phù, dễ mất chánh niệm, con mong sớm về an dưỡng, phụng sự chúng thánh. Phật nói: Được, sau 3 ngày ta sẽ đón con. Đến ngày thỉnh chúng tụng kinh A Di Đà và nói: Phật và đại chúng đã đến, an nhiên mà tịch. Trọng Minh. Trọng Minh đời nhà Tống, ở chùa Bảo Ân, Sơn Âm, không có giới hạnh. Một hôm mắc bệnh, bảo đồng tu đạo Ninh rằng: Tôi nay tâm thức tán loạn, thuốc gì trị được? Nên vậy tùy tức niệm Phật.
mình nghe lời chí tâm niệm Phật, đến 7 ngày kiệt lực, nên đại bảo quán tự niệm Phật. Lúc lâu bỗng thấy hai vị Bồ Tát, tiếp lại thấy Phật, rồi nhắm mắt mà tịch. Người ác giảng sanh tâm niệm Phật cần phải giống mảnh 100 lần mới có thể thành công 10 niệm, không thì chắc chắn đọa lạc tam độ. Ác thú giảng sanh loại rồng. Kinh Bồ Tát Sử Thai nói, có một con rồng nói với Kim Sí Điểu rằng: ta từ khi làm thân rồng chưa từng sát sanh, xúc nhiễu thủy tộc, sau khi mạng chung sẽ sanh về nước Phật A Di Đà. Chim Anh Vũ, niên hiệu Trinh Nguyên, đời nhà Đường, Bùi Thị ở Hà Đông, nuôi một con chim Anh Vũ, tường niệm Phật, quá ngọ không ăn, lâm chung 10 niệm tắt thở. Quả thiêu được 10 viên xá lợi, sáng chói mắt. Thầy Tuệ Quán sẽ tháp thờ, Doãn Di Cao ở Thành Đô giết lợi. Chim Sáo, Quán Công chùa Chánh Đẳng ở Hoàng Nham, đời nhà Tống, nuôi một con chim sáo, biết nói tiếng người, tường niệm Phật không nghỉ. Một hôm đứng chết trong lòng, Quán Công bèn mang chôn. Ít lâu sau, nơi đầu lưỡi sanh một đóa sen màu tía. Lại ở Đàm Châu, có người nuôi một con sáo, tường niệm Phật, khi chết mang chôn, không lâu sau cũng nở một đóa sen. Tìm gốc lại từ nơi đầu lưỡi. Đại sư Liên Trì nói, Anh Vũ chim sáo, người dạy niệm Phật là chuyện thường tình, nay không thấy giảng sanh. Ôi tỷ như người đời cũng được dạy niệm Phật, nhưng có người tính tâm niệm, có người khinh tâm niệm. Do đó người niệm Phật nhiều, người giảng sanh ít. Những con Anh Vũ chim sáo kia cũng như vậy. Thêm, Thắng Liên La cư sĩ truyện. Cư sĩ Thắng Liên chính là Duẩn Mai, con trai Lâu Đông La. Ban đầu hiệu Vô Thiên cư sĩ, sao vì sao gọi Thắng Liên cư sĩ? Mùa thu năm thứ 40 niên hiệu Khang Hy, Duẩn Mai bệnh nặng, sắp làm kệ từ già. Bỗng nghe trên không nói rằng: Thắng Liên cư sĩ còn sống được 12 năm nữa, đừng làm kệ. Từ đó bệnh lành, người thân thấy lạ nên đều gọi là Thắng Liên cư sĩ. Cư sĩ khi còn trong thai, cha mộng thấy một vị tăng đến xin ở nhờ, đêm đó liền xin. Sớm biết có căn lành nhiều kiếp, năm 4 năm tuổi còn nhớ dung mạo chỗ ở cha mẹ đời trước. Một hôm chạy quanh cột nhà, chóng mặt té xuống đất, bị mẹ đánh khóc rồi ngủ, tỉnh dậy liền không nhớ nữa. Mới biết những chuyện đời trước của Dương Thúc Tử, Đổng Thanh Kiến, Tô Đông Pha mà sử sách ghi lại quả là có thật. Lúc bắt đầu đi học không mê chơi, không có tuổi thơ, về sau học càng thăng tiến, lòng luôn nghĩ thế nào cũng đỗ đạt. Nhưng cha nhiều bệnh, thương cha nên không đi thi. Cư sĩ khéo hiểu lòng cha, tuy theo nghiệp thi thư nhưng không cầu hiển đạt, chỉ viết một quyển làm vui. Cư sĩ soạn quyển Hoàng Diệp Thảo, lấy tâm tánh tông chỉ, phát làm văn chương Lý Bạch Đỗ Phủ. Do cư sĩ lúc nhỏ để tâm nơi thuật đạo dẫn, kế tham Bích Nhâm lão nhân, nên thấu triệt tông môn nhất trước. Sau khi cha già, cư sĩ gánh vác gia nghiệp, không để cha phải lo toan, tận lao tận dưỡng, suốt đời không nghỉ. Quân tử không ai là không tôn sùng. Năm 52 tuổi, cư sĩ lại bệnh, bấm ngón tay đã đến năm thứ 12. Mọi người lo lắng nhưng cư sĩ tuyệt không để tâm. Ban đầu ít người tu tịnh nghiệp, cư sĩ đề xướng liên xã 3-4 nơi. Từ đó người niệm Phật nhiều. Một hôm nằm mộng thấy người báo rằng: người khuyên người tu tịnh, công ấy rất lớn, tuổi thọ được kéo dài thêm, chưa đi đâu. Bệnh lại lành. Do đó mọi người càng thấy lạ. Cư sĩ một đời tánh tình từ thiện, rất thích bố thí, phàm các thiện sự phóng sanh, nuôi trẻ mồ côi, cứu đói, không việc nào là không được lãnh tụ vui vẻ giúp đỡ. Đối với phóng sanh càng tích cực hơn. Năm Kỷ Sửu niên hiệu Khang Hy, hạn lâu không mưa, người chết đói đầy đường. Quan lại bấy giờ biết cư sĩ là người hiền đức, có sức kêu gọi, nên nhờ cư sĩ giúp cứu tai họa. Sau khi tai ách được cứu, cư sĩ được Đại Trung Thừa Du Thành Long tặng hoành phi biểu dương. Mùa đông năm Ất Mùi, có hai người cùng làng đến vay cư sĩ 200 lượng bạc đi buôn ở Sùng Xuyên. Khi thuyền đến cung Thiên Phi, 200 lạng bạc bỗng nhiên biến đầu mất. Không có vốn, không thể buôn bán, 7 người cùng thuyền đành phải quay về. Hai người vay tiền ấy cho rằng chủ thuyền và những người cùng thuyền trộm tiền của mình, nên định báo lên quan cầu truy cứu. Cư sĩ biết được nói: các anh báo quan, họ chắc chắn sẽ bị khổ hình. Nếu thật họ lấy tiền của các anh, bị chút khổ hình cũng được. Nhưng nếu họ không phải là kẻ ăn cắp mà chịu khổ hình,
há không phải các anh bị tổn âm đức sao? Trong 7 người cùng thuyền, có 2 người ở Gia Hưng. Mùa đông lạnh thế này, nếu họ bị tống ngục, không người mang cơm, mang áo, mang chăn, tất nhiên đói lạnh mà chết. Như vậy càng tổn thương âm đức của các anh. Thôi vậy nhé, 200 lạng bạc ấy các anh không phải trả, các anh cũng không phải báo quan. Như vậy tất cả đều lợi ích. Lời nói của cư sĩ khiến mọi người cảm kích nể phục, không báo quan nữa. Tết Đoan Ngọ năm ấy, cư sĩ thấy tôi đến chơi rất vui mừng, nói: từ lâu tôi rất muốn viết bộ Tây Quy Trực Chỉ khuyên người tu tịnh nghiệp, nay anh đến nhờ anh viết cho để tôi tròn tâm nguyện. Tôi đồng ý, đến ngày 14 tháng 6 thì sách viết xong, cộng có 4 quyển. Ngày hôm tôi báo sách đã viết xong ấy, cư sĩ không bệnh mà tịch, giảng sanh thế giới Cực Lạc. Thì ra cư sĩ có ý muốn giảng sanh vào ngày sách viết xong, cho nên vào ngày mùng 2 tháng 6 đã từ biệt khắp bạn bè người thân, vốn dự định giảng sanh vào giờ ngọ ngày mùng 6. Lúc ấy dặn dò con trai rằng: con nhất định phải phát hành cuốn Tây Quy Trực Chỉ do Chu Tiên Sinh soạn nhé. Đến ngày mùng 6, cư sĩ tắm rửa đoan tọa, nói kệ thề thế, kệ rằng: 71 năm mang chiếc đẩy gia, hôm nay buông xuống tự tại biết bao, rồi niệm Phật mà đi. Người nhà khóc lóc không ngừng. Qua một lúc lâu, cư sĩ bỗng mở mắt nói: sao phải làm tôi trễ mất 7 ngày nữa? Sáng sớm ngày 14, cư sĩ nói với người nhà rằng: hôm nay tôi nhất định giảng sanh, mọi người không được khóc. Hôm ấy người nhà đều dằn được thương cảm, còn có trưởng lão Can Hành và mấy người bạn đạo, mọi người đều niệm Phật giúp cư sĩ Tây Quy. Đến giờ thình, cư sĩ bỗng nhúng mình nói: Bồ Tát Đại Thế Chí đến rồi. Nói xong chắp tay hướng về Tây mà tịch. Ôi, bất cứ việc gì ở đời đều có thể giả, chỉ có sanh tử là không thể giả. Cư sĩ ra đi tự tại như vậy không phải công phu niệm Phật một sớm một chiều mà được. Do đó có thể thấy, người tại gia chỉ cần thành tâm niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, nhất định giảng sanh thế giới Cực Lạc. Đây là pháp môn người người có thể tu, người người có thể giảng, đáng được mọi người tu học. Nam mô A Di Đà Phật.